Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ là làm một cái video so sánh giữa hai cái loại mùng cưa. Thứ nhất là mùng cưa thơm. Đây mùng cưa thơm. Đó, mùng cưa thơm nè. Và thứ hai là mùng cưa nén hay là còn gọi là mùng cưa cây á. Thì mỗi bạn sẽ có cách gọi khác nhau. Thì mình thấy ở trong cái kênh YouTube của mình á thì nói chung á là mình thấy có khá là nhiều bạn không biết chọn cái lựa chọn là cái mùng cưa nào xài cho nó hợp lý cho mấy con hamster của nhà các bạn đó. Thì hôm nay mình sẽ gọi là so sánh cho các bạn để cho các bạn có thể là dễ dàng hơn trong quá trình mà các bạn mua mùng cưa để lót chuồng cho nó nha. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ gọi là nói sơ qua về cách mà lót chuồng giữa hai cái loại mùng cưa này, thì coi là cái thời gian nó lót chuồng thì nó coi là nó có khác nhau như thế nào không nha. Đấy thì cũng có một vài bạn hỏi mình cho nên là hôm nay mình sẽ sẵn tiện cho mình làm trong cái video này cho các bạn xem luôn. Rồi thì đối với cái mùng cưa nén á, thì nó sẽ như thế này. Đây, này mùng cưa thơm mình sẽ để qua nha. Đây mùng cưa nén thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ được nén là thành một cái cây hình chữ nhật như thế này. Đấy. Và các bạn thấy nó nhỏ vậy thôi nhưng mà bên trong nó được nén rất là nhiều luôn nha, rất là nhiều mùng cưa luôn. Đó. Thì một cây như thế là nó sẽ 1 kg nha. Và những shop khác thì người ta bán một cây như thế là cũng đều là 1 kg hết. Đó, còn mình có shop nào bán 2-3 kg không thì mình không biết, nhưng mà thường là người ta sẽ bán một cây như thế là 1 kg đó, cho các bạn dễ sử dụng với lại dễ mua luôn. Đấy thì đối với cái mùng cưa nén này á thì nó không có mùi thơm nha các bạn, nó chỉ có cái mùi thơm tự nhiên của cái gỗ thông thôi đó, cho nên là rất là phù hợp với đối với những các bạn nào mà dị ứng đến mùi dầu thơm rồi đó thì các bạn xài cái loại này. Còn về cái mùng cưa thơm đó các bạn thì nó sẽ được để trong một cái bịch như thế. Đây, một cái bịch như thế là nó sẽ là 0.5 kg. Shop thì người ta vào 0.5 kg. Một bịch như thế, cái shop thì ta vào 1 kg luôn. Đó, cái đó thì tùy theo shop các bạn mua thì các bạn hỏi kỹ nha. Ok. Rồi thì đối với cái mùng cưa thơm này á thì nó sẽ được để trong bọc như thế và nó sẽ được tẩm một cái mùi thơm. Đó, một cái mùi thơm này theo mình thấy thì nó cũng gọi là vừa thôi chứ không có gọi là gắt quá ha. Đấy. Và cái thứ hai mình thấy nó thuận tiện á là nó sẽ được bóp nát như thế này các bạn. Đây. Được bóp nát sẵn nha. Đấy, được bóp nát sẵn, các bạn chỉ cần khui cái bịch này ra và bóp một ít đấy để vào cái chuồng cho mấy con chuột mình xài thôi. Đấy lót chuồng liền luôn. Còn cái mùng cưa cây này á thì nó sẽ được nén như thế. Các bạn mà lấy ra thì nó sẽ hơi bị cứng tí ha. Các bạn cần bóp hoặc là nhồi một tí cho nó là nát cái mùng cưa ra một tí rồi các bạn mới có thể xài được. Còn không thì nó sẽ bị bón cục lại. Đó, còn không thì nó sẽ bị dính cục lại. Đó thì cái mùng cưa này thì các bạn phải dùng lực tay một tí ha. Đó. Rồi. Thì sự khác nhau giữa hai cái mùng cưa là nó như thế này, hai mùng cưa thơm và mùng cưa nén là nó như thế này. Và cái thứ hai là về cái giá. Đó. Giá thì cái mùng cưa cây này là mình sẽ nói giá bên cái shop mình thôi nha. Đây giá tiền bên shop mình thôi. Còn những shop khác như thế nào thì mình không biết, cái đó thì tùy theo mỗi bạn mua cái chỗ shop nó sẽ có giá khác nhau. Đó. Rồi, bên cái mùng cưa cây này thì hiện tại bên mình bán là 25.000 một cây nè. Đấy và 1 kg như thế này. Đấy. Và nó sẽ không có mùi thơm. Còn cái ở mùng cưa thơm này á, thì là một bịch như thế là 0.5 kg. Đấy, chỉ có 0.5 kg thôi mà nó sẽ là 17.000. Thì nếu như mà các bạn mua mùng cưa thơm thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn. Đó, các bạn mua 1 kg mùng cưa thơm á, thì nó tính ra là tới là 34.000. Đấy, 34.000 là 2 bịch. Đấy, 2 bịch như thế là nó sẽ vào 1 kg. Đó, và 2 bịch này thì tương đương với lại là một cây này. Đấy, một cây này thì tới 1 kg lận. Còn một bịch như thế là có 500g thôi. Đấy, còn cái cây này thì có 25.000 thôi. Thì nó cái giá nó sẽ khác nhau. Đó, một cái mùng cưa thơm nó sẽ cao hơn một tí. Đó, thì cái đó là về cái phần giá thì các bạn lựa chọn thì bạn xài sao mà cho nó phù hợp với cái ví tiền của bạn ha. Thì đối với cái mùng cưa thơm này giá nó cao hơn là tại vì thứ nhất là nó có cái mùi thơm nè. Đấy. Và khi mà các bạn lót cho mấy con chuột, đặc biệt là con chuột của bạn nó đi vệ sinh mà cái mùi nước tiểu nó bị hôi, hơi bị hôi nhiều á thì các bạn thử xài cái loại mùng cưa thơm này đi ha. Thì cái mùng cưa thơm này trong quá trình bạn lót á thì nó sẽ có một cái mùi thơm và nó sẽ khiến cho các bạn là nó dễ chịu hơn. Đó. Còn nếu như mà các bạn lót mùng cưa nén này thì nó không có mùi thơm, thì khi mà cái mùi nước tiểu, mà đặc biệt là những bạn nào mà dị ứng với cái mùi nước tiểu của mấy con chuột á thì các bạn sẽ thấy rất là khó chịu. Đấy, các bạn lót cái này thì nó sẽ gọi là nghe cái mùi nước tiểu rất là rõ luôn. Đấy, cái mùng cưa thường này nè. Đó. Còn các bạn nào mà không có bị dị ứng với cái mùi nước tiểu của mấy con chuột á thì các bạn có thể xài cái này bình thường. Đấy, không sao hết. Đó, với lại là cái giá nó rẻ nữa, các bạn có thể gọi là xài được lâu. Đấy, ở nhà mình á thì mình thường á là mình xài là mùng cưa nén này là nhiều. Đó, tại vì mình nuôi cũng khá là nhiều á nên mình xài cái này cho nó rẻ. Đó, với lại mình không có bị dị ứng với cái mùi của mấy con đó. Còn các bạn nào mà bị dị ứng mùi của mấy con chuột á, đặc biệt là cái mùi nước tiểu của con bia rồi đó, thì cái mùi nó còn khá là kinh. Đó, thì các bạn xài thử mùng cưa thơm này đi ha. Các bạn mua thử một bịch mùng cưa thơm như thế này, bạn về các bạn lót cho nó. Thì cái mùi thơm này á, theo mình lót thử cho mấy con chuột của nhà mình á
là nó sẽ kéo dài khoảng 3 đến 4 ngày các bạn. Đấy, 3 đến 4 ngày là nó vẫn còn mùi thơm. Đấy, thậm chí là 5 ngày vẫn còn mùi thơm, nhưng mà khoảng 3 đến 4 ngày là cái mùi nó sẽ gọi là bay dần. Đó, khoảng tới ngày thứ tư là cái mùi nó sẽ bay dần nha. Thì cái mùi nó bay dần đó là theo mình nghĩ là nó sẽ gọi là bay theo không khí các bạn, với lại gió rồi đó. Các bạn nào mà để chuồng hamster mà gần máy quạt rồi đó thì cái mùi nó sẽ bay gọi là nhanh hơn. Đó, các bạn lưu ý nha. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn gọi là bớt khó chịu hơn. Đối với bớt khó chịu hơn cái mùi nước tiểu đồ của mấy con chuột á, thì cái mùn cưa thơm này công dụng của nó là như thế. Đấy, còn mùn cưa nén thì nó chỉ thơm cái mùi gỗ thông thôi. Cái mùi gỗ thông thì nó cũng không có giúp ích gì được nhiều. Đó, và nó sẽ bay cái mùi nước tiểu của con chuột của bạn nó bình thường. Đó, nhưng mà được cái là giá nó rẻ hơn cái loại này ha. Rồi, và cái cách lót thì các bạn vẫn lót bình thường đó. Khi nào mà các bạn vệ sinh chuồng thì các bạn để vào các bạn lót bình thường nha. Đấy, lót như mùn cưa nén bình thường luôn. Rồi, và về cái gọi là thời gian thay chuồng á, thì giữa hai cái mùn cưa này á, là theo mình nghĩ là các bạn thay đều như nhau nha. Tại vì cái mùn cưa thơm này á, là nó chỉ là có cái mùi thôi các bạn, cái mùi thơm thôi. Nhưng mà khi mà con chuột nó tiểu vào đây á, thì nó vẫn dơ bình thường đúng không? Đấy, chứ đâu có khác gì cái này đâu. Được cái là nó có cái mùi thơm thôi. Đấy, thế nên là mình khuyên các bạn là khoảng 3 ngày thì 3 đến 4 ngày thì các bạn thay chuồng một lần, và thay hai cái loại mùn này thì các bạn thay đều như nhau nha. À, qua mình muốn nói với các bạn nữa là nếu như mà bạn nào mà dị ứng với cái mùi dầu thơm rồi đó, đó nghe cái mùi dầu thơm là hay bị nhức đầu rồi đó, thì các bạn tốt nhất là các bạn muốn xài cái mùn cưa thơm này á, thì tốt nhất là các bạn mua thử trước một bịch thôi ha, rồi về xài hết cái bịch đó. Nếu như thấy ok, thấy cái mùi đó ok với mình á, thì các bạn hãy mua một bịch tiếp theo nha. Để thôi á, là các bạn mua về rồi bạn nghe cái mùi đó các bạn thấy khó chịu á, cho nên là rồi mất công là các bạn sẽ bỏ. Đấy, nếu như mà các bạn mua một lần 2-3 bịch á mà các bạn xài không có quen cái mùi đó thì các bạn sẽ bỏ, thì nó sẽ rất là phí tiền. Đấy, có một điều lưu ý cho những bạn nào mà xài mùi cưa thơm nha. Còn nếu như mà các bạn chắc chắn các bạn không chịu nổi cái mùi dầu thơm hay là cái mùi thơm gì đó, thì các bạn tốt nhất là các bạn xài mùn cưa nén bình thường đi ha. Đấy, mùn cưa nén thì nó chẳng có cái mùi gì hết, nó chỉ có cái mùi gỗ thôi. Mà cái mùi gỗ thì nói chung là nó bình thường, chứ nó không có gọi là gây khó chịu gì hết. Đó, ok, thì các bạn lưu ý cái này trước nha. Và đối với những cái con chuột mà nó mới sinh hamster baby á, hoặc là những cái con chuột mà nó chuẩn bị sinh hamster baby á, nó chuẩn bị đẻ á, nói chung là vậy, thì mình khuyên các bạn là lót mùn cưa nén nha, mùn cưa nén bình thường. Vì sao? Vì cái mùn cưa nén á, thì nó sẽ không có cái mùi đó, không có mùi thơm, và nó sẽ gọi là không có gây ảnh hưởng đến con chuột của các bạn. Đấy, tại vì chuột hamster á, nói chung là cái mùi nó rất là quan trọng đối với những con chuột hamster đó. Mùi cơ thể của con chuột, hoặc là mùi hôi tai của các bạn đồ, các bạn đụng vô những con chuột mà nó đang gọi là sinh con rồi đó, thì có thể là nó sẽ gọi là ngưng nuôi con của nó luôn. Đấy, vì thế mà cái lót chuồng cũng khá là quan trọng đó các bạn. Mà những con chuột của bạn mà đang nuôi con hoặc là chuẩn bị đẻ thì mình khuyên tốt nhất là các bạn lót mùn cưa thường nha, mùn cưa nén cây bình thường như thế này. Còn cái mùn cưa thơm thì nó sẽ có một cái mùi thơm và có thể là gây khó chịu đến với cái con chuột của các bạn trong quá trình mà đang nuôi con. Đấy, cho nên là tốt nhất thì mình được cái xài mùn cưa thơm ha. Và chừng nào mà con của nó lớn rồi á thì các bạn muốn xài mùn cưa nào cũng được hết ha. Còn trong quá trình mà nó chuẩn bị đẻ hoặc là nó đang nuôi con, tốt nhất là các bạn lót mùn cưa thường như thế này, đấy là sẽ ok nhất, và cái tỷ lệ mà nó nuôi con thì cũng sẽ cao hơn đó. Rồi, và hôm nay thì nói chung là mình so sánh hai loại mùn cưa này để cho các bạn là dễ mua hơn, để dễ lựa chọn cái lót chuồng để mà lót cho nó. Mình thấy có nhiều bạn phân vân lắm, phân vân giữa cái mùn cưa thơm và cái mùn cưa nén như thế này thì không biết lót loại nào. Thì nói chung là cũng tùy sở thích theo các bạn thôi. Nếu như mà các bạn nào mà chịu được cái mùi mùn cưa thơm, đấy thích xài nó có mùi thơm thơm rồi đó, thì các bạn mua loại này. Với lại các bạn chi phí của túi tiền của các bạn có nhiều một tí thì các bạn mua loại này các bạn xài thì nó sẽ rất cũng khá là ok. Còn nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm chi phí, đặc biệt là những bạn nào mà nuôi nhiều, nuôi từ 7-8 bé, đấy ở nhà mình nuôi 6 con á, thì một tuần, nếu ở nhà mình nuôi 6 con á thì một cây như thế thì mình xài cũng khoảng 3 tuần các bạn. Đấy là mình thay là khoảng 3 ngày, 3 đến 4 ngày mình thay một lần á. Đấy là khoảng 3 tuần thì nó sẽ hết một cây như thế này. Đấy. Thì mùn cưa cây thì nó rất là thích hợp đó, những bạn nào mà nuôi số lượng nhiều đó thì nó sẽ rất là thích hợp và nó sẽ là tiết kiệm được chi phí cho các bạn thôi. Đó. Thì nói chung là các bạn thích loại nào thì các bạn xài loại đó thôi, và cũng tùy theo chi phí của túi tiền của các bạn nữa. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Rồi, và nếu như mà các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe nha. À, và các bạn có thêm muốn mình làm thêm nhiều cái video về cái gì nữa thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới nha. Và mình sẽ đọc comment của các bạn. Đó, trong video nào mình đều đọc comment của bạn hết. Đó, và rất mong là các bạn sẽ góp ý nha. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.